Rồi, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật của em ha. Mọi người xem video thì bấm vô chế độ HD xem ha, để cho nó được rõ nét mấy cái chi tiết của sản phẩm nè ha. Rồi em cập nhật cái hàng đã bán hay chưa trên cái video đó, là ở trên cái tiêu đề của video ấy, anh em bấm vô, xài trên điện thoại thì bấm vô cái tiêu đề, nó sẽ hiện ra cái chỗ em cập nhật là các món nào đã bán rồi hoặc là còn. Theo dõi cái kênh em thì bấm vô đăng ký giùm em ha. Đăng ký để mình nó thông báo về mấy cái video mới mới đăng lên cho anh em tiện theo dõi nha. Rồi hôm nay là cái video 39 ha. Em giới thiệu mấy cái món đồ ha. Cái này là cái dũa cái liếc dao nè. Cái liếc dao bằng sứ nha. Cái này là nó bằng sứ nè, để mình liếc dao giống như là mấy người bán thịt cá ở ngoài chợ, họ cũng có cây liếc dao. Đây là cái thương hiệu của nó ha. Đây kích thước này 25 cm anh em, luôn cái cán ha. Rồi cái liếc dao bằng sứ có mã là 3901 ha, giá 200.000. Tiếp theo là cái cây mỏ lết lớp tơ ha. Ở đây con tôm hùm nè, ở đây nó có để cái kích thước nè. Dòng này là cán ngắn mà miệng nó mở to ha, mở lớp nhẹ đó. Đây nó mở tới 37 ha nè. À, 17 ly nha anh em. Đây là kích thước của cây mỏ lết ha, 16 cm. Đây, nó còn nguyên cái bao cao su bao ngoài luôn ha. Đây con tôm hùm nè, nó tơ. Rồi cái mỏ lết này có mã là 3902, 300.000 nha. Tiếp theo là cái cây cơm ba nha anh em. Cái cơm ba bằng sắt ha. Đây cơm ba của SK nha anh em. Đây thương hiệu SK nè. Đây là cây cơm ba. Đây em mở nó ra cho anh em coi nha. Đây là kích thước nó nè, 15 cm ha. Nó dài khoảng gần gần 15 ha. Đây nó mở rất là rộng luôn, 17,5 ha. Làm rất là dày, chắc chắn. Đây độ dày của nó là 9 ly nè. Nè 150 nè, là kích thước chiều dài của nó đó. Nó có đề số trên đây luôn anh em. Nó còn nguyên bao luôn ha, chưa sử dụng nha anh em. Rồi cái cơm ba này có mã là 3903 ha, 200.000. Tiếp theo là một cái mũi khoan ha.
Đây cái mũi này cũng chưa sử dụng nè, mũi khoan gỗ. Nó có thể khoan ra được tới 40 ly nha anh em. Đây 40 nè, có nghĩa là nó khoét được cái lỗ 40 á. Đây mình có thể điều chỉnh nó nè, dặn con ốc này ra, điều chỉnh cái lưỡi này ra vô cho nó khoét cái lỗ to hoặc nhỏ đó. Rồi cái mũi này kích thước nó là 20 cm, chiều dài khoét được lỗ 40 ha. Ok, mũi mới chưa sử dụng luôn. Rồi cái mũi khoét này có mã là 3904 ha, bán 300.000. À, tiếp theo là một cái cây cưa lọng cầm tay ha, cưa lọng mỹ nghệ nha anh em. Đây à, nó có mấy cái lưỡi nè, lưỡi rất là nhỏ luôn. Hai bốn cái lưỡi nha anh em, bốn cái lưỡi rất là nhuyễn luôn nha. Nó chuyên cắt mấy cái đồ nhỏ mỏng nha anh em. Nè, trên đây nó cũng có để cái kích thước này. Kích thước của cái lưỡi á 0.24 mm. Đây là cái tay lọng cưa đồ mỹ nghệ. Cưa đồ siêu nhỏ luôn nha anh em, siêu mỏng luôn. Nó cưa đồ dày thì không được đâu, nó cưa đồ là siêu mỏng luôn. Rồi cái lưỡi nó là lưỡi nhỏ nha. Rồi cái cưa lọng này có mã là 3905 ha, bán 200.000. À, tiếp theo là một cái máy nha. Cái máy mài hai đá mini. Dòng này rất là khá là hiếm á, hiếm gặp nha anh em. Đây hai viên đá nó cũng còn khá ok luôn. Đây là nó xài điện 100V nha anh em. Xài điện 100V. Công suất nó là 1.5A. À, công suất này là 55W nha anh em. Đây 55W. Công tắc on off nè, cắm điện thử cho anh em nha. Rồi có điện rồi nha anh em, đó rất là êm luôn. Đây nó đang chạy nè. Rất là im nha anh em. Rồi ok, cái máy mài này có mã là 3906 ha. Giá 800.000 nha anh em. Đây kích thước viên đá đó nè, 5 cm nha. Độ dày là 16 ly, 1/6 á. Độ dày 16 ha. Đây kích thước tổng cái máy là 13,5 ha. Chiều cao cái máy nè 10 cm. Rồi tiếp theo là cái tua vít và xeo nha anh em. Một cây tua vít tự động và xeo 240 mm.
Cây này thì nó đi kèm là hai mũi nha anh em. Đây là hai mũi. Mũi BH1 nha anh em. Về xe BH1 nè, với lại một mũi trừ nha. Là hai mũi nè. Ok, gài nó vô ha. Đây. Cái này do mình rửa nó bị ướt ha. Cho tí dầu vô nó sẽ trơn rồi. Đây. Này nó hơi bị khô nha anh em. Cho tí dầu vô là nó ấy rồi, nó trơn rồi. Lúc hôm qua là mắc mưa là nó hơi khô. Nó hơi khô nè. Bảo đảm anh em là cho dầu vô là nó trơn tru rồi nha. Rồi cái này là có mã là 3907 nha anh em. Bán 300 ngàn. Hai mũi nha anh em. Nó gồm hai mũi thôi. Đây tổng chiều dài nó nè. 28 cm. À, tiếp theo là một cái cái đồng hồ ha. Đây là cái đồng hồ hàng bãi luôn nha anh em. Đây là hàng bãi Nhật luôn nha. Thương hiệu nó là Haier nè. Cái thương hiệu này là của Trung Quốc nhưng mà nó được cái câu Surin của nó là chất lượng châu Âu đó nha anh em. Anh em có thể search trên Google là có. Nổi tiếng với câu Surin là hàng Trung Quốc chất lượng châu Âu ha. Cái hàng này thì nó xuất Nhật nha anh em. Đây là thị trường Nhật ha. Hàng bãi Nhật nha. Đây màn hình nó là cảm ứng nha. Tính năng thì em không biết có xài rồi. Nó có thể kết nối với cái điện thoại di động ha. Điện thoại Android hoặc là iOS của iPhone cũng được nha. Này nó kết nối rồi mình gọi điện cũng được nè. Dùng cái này gọi điện. Còn bình thường nó là cái đồng hồ ha. Nó xài cái sạc này nè nha anh em. Cổng micro USB luôn nè. Cổng điện thoại bình thường mình đó. Đó. Sạc vô bình thường ha. À, đeo bên tai nè. Rồi cái đồng hồ này có mã là 3908 ha, 400 ngàn nha nè. À, tiếp theo là một cây lấy dấu nha. Đây là một cây lấy dấu của Japan ha. Đây là Japan nè. Cái này là điều chỉnh nặng nhẹ được nha anh em. Nè nó có để cái ký hiệu nặng hoặc nhẹ nè. Còn ra về thì nó nhẹ. Vậy thì nó nặng nha. Mũi hợp kim nha anh em. Đây mũi hợp kim còn luôn nha. Còn nhọn luôn nè. Cây này kích thước là 10 14 cm ha. Ok, cây lấy dấu có mã là 3909 ha, 300 ngàn.
À, tiếp theo em có một cái bộ tai nghe của JBL nè. Harman JBL ha. Cái tai nghe này thì người ta tặng em không có xài nên chia lại cho anh em nào cần xài ha. Đó. Nó còn nguyên em chưa sử dụng nha anh em. Mới mở ra coi thử rồi. Đây của hãng JBL nha. Giắc là 3.5. Đây thiết kế nó rất là đẹp luôn ha. Cái này là cái túi để đựng cái tai nghe nè. Đây, cao su chụp tai nè. Túi này để đựng cái tai nghe ha. Quanh cái tai nghe vô đây đựng. Đây là 3.5 nha anh em. Rất này thì tiêu chuẩn của âm thanh nè ha. Nghe rất là hay. Đây cái nút âm lượng luôn nè. Đây là cái catalog nó ha. Hãng JBL này là của Mỹ nha anh em. Đây nè. USA nè. Hamad. Rồi ok, cái tai nghe này em bán là 500 ngàn nha anh em. Mã là 3910 ha, 500 ngàn. Rồi ok, cái này là món cuối cùng rồi. Rồi chào tạm biệt anh em ha. Hẹn anh em trong các video tiếp theo.